Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Lượng. Hôm nay Lượng tiếp tục đưa các bạn đi khám phá chợ phiên vùng cao. Hôm nay thì mình đưa mọi người đi khám phá chợ phiên của đồng bào người Mông ở trên Tây Bắc nha các bạn nhé. Đó là chợ phiên của xã Lộc Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Đây là cái chợ phiên khá là thú vị, được họp vào tháng sáng thứ sáu hàng tuần nha các bạn nhé. Bây giờ thì mình mời mọi người cùng mình trải nghiệm cái phiên chợ vô cùng là hoang sơ ở trên vùng cao này nhá. Mời các bạn đồng hành cùng Lượng. Hiện tại thì Lượng đang ghi hình tại khu vực bán rượu này các bạn. Trên vùng cao thì họ bán rượu ngô rất là nhiều các bạn nhá. Mỗi phiên chợ thì đồng bào ở trên này họ tiêu thụ rượu ngô nhiều lắm các bạn ạ. Đây có một chú đang mua rượu này. Ở trên vùng cao thì họ tiêu thụ rượu nhiều lắm. Thường tối thì họ hay là ăn cơm, họ hay làm đôi ly rượu cho nó ấm bụng các bạn ạ. Có những người thậm chí hôm nay bán được vài chục lít cơ các bạn ạ. Giờ thì mình sẽ đi thẳng vào trong chợ, đưa mọi người đi chơi và khám phá cái chợ ở trên này. Ngày hôm nay họ buôn bán ra làm sao nhá. Chợ thì họ ở dọc tuyến đường nối liền từ Bắc Hà lên Simacai các bạn ạ. Đây sương mù này, mưa gió sương mù. Đây khu vực cổng chợ chính đây các bạn. Ở khu vực này thì đường đất hơi lầy lội một chút các bạn nhé. Đây các bạn có thể thấy chợ này nói chung là rất là hoang sơ, vô cùng là mộc mạc và đặc sắc, cũng rất là bình yên các bạn nhé. Ngay đây thì mình thấy có một cô bán những cái túi thổ cẩm này các bạn, túi họ đan lát thủ công đó, mà nhà chợ để bán kiếm thêm thu nhập. Và đây thì có những cái chiếc chổi này các bạn đó, và những cái đỗ này các bạn đó, đỗ họ trồng trên nương các bạn nhé. Và đây là chuối này các bạn đó, chuối là một trong những cái thứ gì đó rất là xa xỉ vì là người dân trên này họ không trồng được chuối đâu các bạn. Thì mình đưa các bạn đi khám phá chi tiết từng góc chợ phiên một nhá. Ở đây này các bạn có thể quan sát này, họ buôn bán nông sản này. Ở đây thì đa số là họ bán nông sản sạch các bạn ạ, những cái mặt hàng rau củ quả nông sản sạch họ bán ở đây cũng tương đối là nhộn nhịp các bạn ạ. Đây có cô bán ớt này các bạn, ớt gác bếp các bạn, ớt khô các bạn, và bí này, đây là những quả bí ngô này các bạn, trồng trên nương. Ớt này nhiều lắm. Nói chung là ở trên vùng cao ớt thì họ bán rất là nhiều này, có vài cái chai ớt ngâm này các bạn, có rau cải này, tiếp tục là ớt này, và góc này cũng ớt này, ớt và là ớt này. Mùa này thì họ bán rất là nhiều ớt, ớt đang vào mùa chín các bạn ạ. Họ hái vào nhà chợ bán này, tiếp tục là ớt này, hẳn một vài chậu ớt luôn. Vì là trên này mùa đông nó rất là lạnh cho nên là người dân ấy tranh thủ thu hoạch ớt mà mình bán, và một số người thì tranh thủ mua ớt về làm tương ớt cũng như là gác bếp để ăn dần vào mùa đông các bạn nhé. Đây có cô đang nhặt ớt các bạn, đang nhặt những cái cuống ra này các bạn, ớt này. Ớt này mình bán bao tiền ạ? Ớt này là 20.000 một cân à? 50.000 cân 60.000, thế 20.000 là sao? 20.000 là một bát. Một bát 20.000 à? Cháu cảm ơn nhá. Chào cháu gái. Cháu đi theo bà bán ớt này, hạt rau cải mèo này. Ở đây thì đa số là họ mặc những bộ trang phục truyền thống của người Mông ở trên vùng cao các bạn nhé. Ở đây thì ngoài ra có người Nùng nữa các bạn ạ. Đây có cô người Nùng. Chào cô nhá, mình là người Nùng chứ nhỉ. Bán phở này. Phở này bao tiền một túi? 30.000 à? 20.000 à, cảm ơn nhá. Đây có chào em. Chào hai vợ chồng trẻ nhá. Tiếp tục là ớt này, góc này cũng ớt, ớt, ớt và toàn là ớt thôi. Có ông chú bán chuối này. Đó. Bây giờ thì mình sẽ lang thang xuống phố dưới này, đưa mọi người đi khám phá xem ở dưới này họ buôn bán các mặt hàng gì các bạn nhé. Ở đây có đồ giảm giá này,
rau củ quả này và nông sản này. Ở đây nông sản sạch họ bán tương đối là nhiều các bạn ạ. Đây mọi người có thể thấy này, cái này thì cũng là su su đó, và cái này là hương, hương vùng cao họ tự làm thủ công các bạn nhé. Hương này đốt rất là thơm các bạn ạ. Đây đốt cho khách thử này. Đó. Này họ bào chế từ những cái loại vỏ cây trên rừng các bạn, rồi đốt đốt rất là thơm. Cái này quả đến chi đấy nhỉ, chữa bệnh gì? À, chưa đau bụng à? Còn đây là hạt tam giác mạch này các bạn. Tam giác mạch mang về để gieo. Đó, tam giác mạch giống các bạn nhé. Còn đây là cái dây của chiếc gùi các bạn ạ. À. Chiếc gùi coi như họ làm từ những cái dây này rất là chắc các bạn nhé. Buộc cái này chắc lắm các bạn. Đèo này rất là chắc luôn, không sợ bị đứt đâu. Có cả lá rốt luôn. Và cái ấy này các bạn, phong lan này, phi điệp vàng này các bạn. Hiện tại bắt đầu nở hoa này các bạn nhé. Phong lan đây rất là đẹp này. Phong lan ở trên vùng cao thì họ lấy ở trên rừng về, xong là ươm cấy ghép, vẫn còn nguyên cành cây này các bạn đó. Cái giấy giấy gì đấy? À, ấy à, spa. Anh cầm một tờ đi. Không còn tay để cầm. Đây các cô bán rau củ quả nông sản sạch này, có bí này các bạn, ngon chưa? Rồi là rau cải này. Đó. Mọi người ai có nhu cầu mua mặt hàng đặc sản vùng cao gì thì nhấc máy lên alo cho lượng nhá. Ví dụ như mật ong này, tam thất này và các loại thảo dược quý nhá các bạn nhé. Đây có cô bán thuốc này, đó. Đang bán thuốc gì đây cô? Cô vừa bán được thuốc gì đấy? Bán được thuốc trồng người dạ dày. À, trồng người dạ dày à? Cái quả này dùng để làm gì cô nhỉ? Cái này là quả nhân sâm. Nhân sâm. Huyết áp cao. À, chữa huyết áp cao. À, và chống mà hôn bác mà tai biến này. Chữa tai biến. Rất là hiệu quả vì người ta lấy con trai, muốn lấy con trai là lấy đứa trai. À. Muốn lấy con gái là lấy. Muốn đẻ con trai là đẻ được con trai, muốn đẻ con gái được con đẻ con gái luôn. Sao như thế ạ? Chữa đau lưng này, thoái hóa cột sống này. Đun nước uống các bạn mang về xoa bóp các bạn nhé, hoặc là uống. Cái này là chai thuốc sinh lý nam uống các bạn. Rất là hiệu quả. Uống buổi. Đâu? Buổi sáng nay bán được bằng này tiền được à? Vừa bán một lúc là cũng vừa mới mở hàng được một lúc được bằng này rồi à? Cảm ơn cô nhá. Xúc cô đắt hàng. Đây mình lướt máy qua bên này cho mọi người xem này, cái phiên chợ ở trên này ra làm sao nhá. Ở khu vực này này mình thấy họ bán nông sản này, nông sản sạch ở chỗ này thì họ bán rất là nhiều các bạn ạ. Các loại hoa quả họ tự trồng được mà nhà chợ để bán nha các bạn nhé, kiếm thêm nguồn thu nhập. Ở dọc đường này thì mình thấy họ bán nông sản rất là nhiều. Thì mình sang hướng bên này, đưa bạn đi xem họ buôn bán ra làm sao nhé. Ở chỗ này thì mình thấy họ bán các loại rau củ quả này, đó, nông sản sạch. Đây là cái loại rau cải các thứ này, các cô bán rất là nhiều nha các bạn nhé. Rau ở đây là các cô người phụ lá này các bạn. Người phụ lá thì họ cũng trồng rau như kiểu người Mông các bạn. Họ trồng ở trên nương vì là các phong tục tập quán ở trên này có người phụ lá, người Nùng, người Mông, người Thu Lao thì phong tục tập quán của họ sẽ như nhau các bạn ạ. Chào em. Trên vùng cao thì họ có những cái phong tục tập quán rất là lạ và cũng vô cùng là hay nhé các bạn nhé, rất là phong phú. Đây ở dọc đường đây thì mình thấy họ bán nông sản này. Chào em, đi em đi chợ à?
đây nông sản này, sâm đường quy này, rau củ quả này. Vác cái gì đấy cô? Su su này, su su trên vùng cao họ bán rất là nhiều luôn. Ở trên này thì nói chung là có tất cả loại mặt hàng đặc sản và dữ liệu quý nhá. Ai có nhu cầu mua các mặt hàng gì thì nhấc máy lên alo cho Lượng theo số điện thoại Lượng để ở góc video đấy. Đây, táo mèo này, táo mèo tươi nhá, hiện tại bắt đầu là vụ chín rồi, mang về ngâm rượu thơm ngon bổ dưỡng lắm các bạn ạ, tốt cho đường huyết các bạn ạ. Đây là hướng đi lên khu vực chợ động vật này, mình sẽ đi ra khu vực chợ động vật để các bạn đi khám phá các chợ động vật ở trên đấy họ buôn bán trao đổi như thế nào nhá. Chào chú và cô nhá. Trong bao tải này là cái gì đấy? Dạ? Quả à? À tắm. Củ gì? Có biết củ gì à? Không biết tiếng phổ thông là quốc dân á. Khiếp, mua được một tổ ong to nhá. Ong này mua bao tiền cân đấy anh? Ong mua bao tiền cân đấy? 170 chưa? Rẻ nhỉ. Đây là khu vực họ bán động vật này các bạn. Đó. Đây là khu vực bán lợn, bán chó con. Ở trên này thì lợn với chó con thì mỗi phiên chợ họ mang ra bán rất là nhiều nha các bạn nhé. Chỉ có những phiên chợ thì mới có những cái động vật như thế này thôi. Chứ còn bình thường thì họ đi lên đường ít khi buôn bán lắm các bạn ạ. Kể cả những thương lái ở trong nhà cũng ít khi gặp được người cũng như động vật các bạn nhé. Họ đa số là thả rông thôi các bạn ạ. Như vậy thì mình vừa đưa bạn đi lang thang một vòng cái phiên chợ vùng cao. Cảm ơn tất cả bạn đã xem video của mình rất là nhiều. Bây giờ thì mình xin phép mình được gác máy tại đây thôi. Mình sẽ di chuyển về nhà. Cảm ơn tất cả bạn rất là nhiều nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.